Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nam Phong. Tôi được mời đến đây để đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo của tạp chí Hermod. Sắp tới, chúng ta sẽ có một buổi hẹn cực kỳ quan trọng với nhau. Các bạn nhớ chưa? Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2019 trên VTV3 lúc 20 giờ, từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, bộ phim Mối tình đầu của tôi sẽ lên sóng. Nhớ đúng hẹn đấy nhá.